Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đang cầm cái bo này của thợ người ta gửi về này. Thì các bạn nhìn sơ bộ không? Nó nổ này, nổ tung hết mấy con tụ này. Thì con IC này nổ bay mất chỉ số, các bạn thấy không? Nó nổ bay mất thông số này. Đấy, mấy linh kiện đây nổ hết này. Đấy, bây giờ thì nhiệm vụ mình là phải tìm thông số những con linh kiện này để mà sửa lại các bạn. Tìm một thông số rồi thì nay mai ví dụ như chẳng may mà các bạn sửa lên rồi mà chẳng may chết con IC này đấy thì coi như là vứt nhá. Thế thì làm thế nào? Thì trước tiên là mình sẽ các bạn sẽ cấp cho làm chuẩn bị cho mình một cái nguồn 5V. Như đây, mình có một cái máy như thế này. Đây mình sẽ chỉnh lên đúng 5V nhé. Đấy, 5V, tầm 5V đến 5V 6 vẫn được nhá. Thậm chí 6V vẫn được, 5V, tầm 5V là chuẩn. 5V. Bắt đầu các bạn lấy cái nguồn 5V đấy, các bạn kẹp vào cho mình hai đầu con tụ này. Âm các bạn kẹp vào âm một con tụ này. Đây là một cái bo Mitsu xịn nhá. Âm các bạn kẹp âm con tụ này. Dương các bạn kẹp vào dương con tụ này nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ kẹp vào nhá. Dương đó. Dương đây. Các bạn kẹp vào đây, nếu mà trường hợp mà nó lên được nguồn thì các bạn sửa tiếp nhá. Nếu mà không lên được thì các bạn không nên sửa làm gì. Bật này. Các bạn thấy không? Đèn sáng không? Tắt này. À, tắt nút trên lúc nào nhỉ? Sập viết thử xem. Tắt nguồn đi, bật lại nữa. Cắm điện vào. Đây để tiện cho cái việc mà găm cái dây vào nguồn đây này để đo đạc thì mình sẽ dùng hai dây mình hàn vào nhé. Hàn vào để cấp 5V cho cái bo này. Và bây giờ mình sẽ bật điện này, các bạn nhìn này. 4,8, 4,9. Và lên 5V này. 5V nhé, đã có nhé. Bây giờ là mình bật ở đây, bạn nhìn đây là cái bật lại cắm điện vào cái đèn này sáng luôn này mà không có tiếng kêu bíp. Đấy, bình thường là phải có tiếng kêu bíp nha các bạn nhé. Đấy. Cái trường hợp này thì bây giờ mình bật lên như này lại không thấy nó lên, không bật được đúng không? Bây giờ mình phải kiểm tra xem là nguồn nuôi cho các cái mắt nhận này các thứ xem có hay chưa này. Đo nha. 1,5 là mát đúng không? Chân ngoài này là 1,2. Chân bên này xem nào. 1,8 hơi sai đâu, mình đo cho mát đâu. Mát lấy là mát của con tụ này các bạn, con tụ này. Mát tụ bên này. Đây. Mát tụ đây, dương tụ đây, đo âm dương tụ phải được 5V. Đấy, con này được có 1,8V thôi này. Bạn thấy không? Thế bây giờ mình đo đầu vào xem nào. 5V đúng không? 5V đã đủ này. Tại sao vào đấy được có 1,8V thôi nhỉ? Giờ mình sẽ lần hai đường này lại nhá. Hai cái chân con tụ lọc này phải được tầm 5V. Đây là có 1,8V thôi. Là có 1,8V thôi. Như vậy thì chứng tỏ nó đang sai ở đâu đấy, đúng không? Bây giờ mình sẽ lần ngược trở lại nhá. Chân này là chân gì đấy? Chân này là chân mát này. Chân mát này, chân này chân dương này, dương đây này. Đi qua con chợ này. Được 4 mấy? 4,5V. Qua bên này. Được 4,5 V các bạn. Đấy mà qua đầu của bên này còn được có 1,5V thôi. Như thế thì chứng tỏ đầu bên này đang vấn đề nha. Thế bây giờ mình sẽ rút thử cái mắt nhận này ra. Rút thử cái mắt nhận này ra nha, tắt điện đi. Rút thử cái mắt nhận ra xem là điện áp có dâng lên không. Nếu như rút điện áp ra mà điện áp dâng lên mà bấm được thì rồi cho mắt nhận này nha các bạn nhé. Bật lên này, nó bật lên được chưa ạ? Bật thử này. Vẫn không lên gì. Rồi bây giờ lại đo tiếp nhá. Đo tiếp. Giữa là GD trên bên này này. Đấy, dâng lên được hơn 5V rồi này. Vậy con này khả năng bị sét đánh nhỉ các bạn ạ? Bởi vì chết cả nguồn, đúng không? Lại chết cả mắt nhận này. Mắt nhận này ít khi nó chết kiểu này em nhé. Chết như này chỉ có khi sét đánh thôi. Đấy, thế bây giờ vẫn không lên này. Thế còn nguyên nhân nào này? Một ý,
là có thể ma trận phí mình đang lỗi này, chưa bấm không tác dụng. Thứ hai là có thể là liên quan đến thạch anh dao động, được chưa, hoặc là vi xử lý này chết. Bây giờ mình sẽ làm từng bước nha, không biết là được hay không, nhưng mà các bạn sau khi xem cái clip này, mình nghĩ là các bạn sẽ có cái phương hướng để gặp những cái con như này các bạn sửa đỡ mất công. Bởi vì mình thì nhìn nó nổ như này này, trường hợp này đa số là một điện dâng, hai là xét nó đánh thì mới nổ ác như này, chết cả con mắt nhận trên này. Bây giờ đo để áp con mắt nhận đủ rồi đấy. Bây giờ mình ma trận phím thì gồm có gì đây? Hết hệ thống các cái phím bấm, các cái đèn led này, các cái phím bấm này, các con chi ác này này, nếu mà trong cái giáo trình của mình ấy, giáo trình quạt điện tử của mình ấy, là nó có liên quan đến cái ma trận phím này nhé các bạn nhé. Đó, mình phải kiểm tra lần lượt những cái gì liên quan ma trận phím. Trước tiên là mình sẽ kiểm tra đến các cái phím bấm. Nhưng mà về cơ bản ấy là mới cắm điện vào là cái đèn nó còi phải kêu bíp một cái các bạn, chứ không có chuyện mà im như thế này đâu. Im như này khả năng chiếc vi xử lý rất là cao nhé. Bật được này, bật được luôn này. Đều ok hết, các phím bấm này đều được hết. Để kiểm tra các cái đèn led này lên này, lên này, lên hết. Ngoài ra cái cách đo kiểu này ra, đèn nó sáng các bạn phải tháo hẳn nó ra, các bạn vặn đồng hồ thang 10k này, các bạn đo hai chiều nó nha các bạn nhé, một chiều lên chiều không lên. Nhưng bây giờ mình tạm thời dừng ở đây, tạm thời bây giờ mình sẽ kiểm tra đi ma trận phím tiếp theo nó này. Ma phím ngoài này ra thì nó còn một hàng đây này. Đây này, mình sẽ tách luôn các con chi ác này ra nhé. Tách luôn, tách hẳn các con chi ác này ra để xem là nó có được hay không nha, tách luôn. Đây là trở cấp nguồn cho các chi ác các bạn, à, điều khiển các chi ác. Đấy, mình đánh nhấc hết các cái con điện trở ra rồi này, các con điện trở điều khiển con chi ác, coi như là tách hẳn chi ác ra rồi. Bây giờ mình sẽ bật điện lại nhé. Bật điện lại giờ thì không thấy lên gì, không thấy đèn báo các bạn, bật được công tắc này. Cũng không thấy lên gì. Em bây giờ mà lùa mình đang cắm điện này các bạn nhìn này. Bạn thấy không? Mình đang cắm điện này, mình bật 5V rồi này. Đấy, về không thấy lên gì. On off không thấy lên. Thế mà hôm đấy mình lắp các con jack này vào thì nó lại lên đèn luôn. Như vậy thì khả năng con này bị sét đánh và con vi xử lý này đi là 99% nha các bạn nhé. Và dĩ nhiên là 1% còn lại vẫn có thể xảy ra. Biết đâu những con thạch anh này nó lỗi thì sao, đúng không? Tình cờ, nhưng mà rất hiếm xảy ra, bây giờ sẽ thử nha. Bởi vì nếu những con thạch anh này lỗi thì thực ra hiếm đấy. Hiếm nhưng mình cứ thử nha. Con này là thạch anh 4M. Dạ. Chờ anh một tí nha. Chờ anh một tẹo thôi. Lấy luôn luôn. Vâng. Đây nha, mình thử lại phát nữa nhé. Bật nguồn lên này. 5V đã có này. Không nên lên gì. Như vậy thì mình khẳng định có luôn con này là một, gần như là 100% chết vi xử lý dưới này. Nha. Rồi, video mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn làm thành công. Quên mất là mình, nếu mà đến bước này mà các bạn mà vẫn không thấy nó lên nguồn, tất các bạn cũng không nên sửa cái bo khối nguồn này nhé. Không nên sửa khối nguồn này. Bởi vì nếu mà các bạn có sửa chăng nữa ấy, thì nó cũng không lên, nó rất là mất việc. Thế thành ra đây là những cái bước mà để các bạn test trước khi các bạn sửa nguồn nhé. Gặp những cái trường hợp mà nổ IC như thế này. Và mình đã từng gặp nổ IC rất nhiều lần. Và nó gây ra hiện tượng là sửa xong nguồn này rồi bắt đầu lại chết con phía trên này. Đấy, nguyên tắc của nó là khi các bạn cấp nguồn vào hai cái cọc của cái con tụ này. Con tụ này, các bạn cấp nguồn vào phát là nó phải có tiếng bíp, nó kêu ra cái loa rồi. Nhưng cái trường hợp này mình là con này là không có tiếng bíp.
là mình đã thấy nghi nghi rồi. Đấy. Và bắt đầu mình tìm bệnh thì thấy nó chết này, chết cái mắt nhận này. Thường thường mắt nhận này nó chết, cái nguồn này này nó chết mà dâng lên để chết được cái mắt nhận này thì điện áp đỉnh xung nó phải rất là lớn nha. Thì tỷ lệ đi con IC này nó cũng rất là cao. Đấy. Và nhiều khi nhá, những cái con này này nó chập này, nó chập này, nó cũng có thể làm cho bị ma trận phím này bị lỗi này. Nha bạn nhá. Nhiều con ấy chập cũng làm cho các con ma trận phím bị lỗi này. Nhiều khi các cái đèn led này nó chập này, nó giò này, nó cũng làm cho ma trận phím bị lỗi này. Đấy. Thì đây là một số kinh nghiệm để sửa những cái quạt Mitsu này. Bo quạt hơi niệm quạt quạt điện tử này. Đấy, như vậy thì chúng ta đỡ phải cấy nguồn. Mình đang định là hướng dẫn các bạn cấy nguồn. Mình có ghi sơ đồ lại rồi. Linh kiện thì mình cũng đã nhặt ra rồi đây. Vài con linh kiện đây. Đinh đang định hướng dẫn các bạn cấy nhưng mà bây giờ thì không phải cấy nữa nhé. Rồi lúc nào mình có cái quạt khác mà nó hỏng mà phải cấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấy. Thay vì dùng các con IC này thì mình sẽ cấy bằng các cái con linh kiện rời ở ngoài, tụ trở vân vân. Và video này mình cũng đã có rồi nhé. Các bạn vào danh sách phát của mình ấy, vào cái phần mà sửa chữa ốc quạt hay là cái gì đấy, đại khái là như vậy, là mình đã có video về dạy về làm cái này rồi. Hay là cái video cấy nguồn đi, cấy nguồn cho quạt bo quạt điện tử hay sao ấy, mình không để ý là video mình đặt tên là gì. Chúc các bạn làm thành công.